Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Vào Bếp Cùng An nha. Hôm nay nhà mình có ba nhân duyên. Hôm nay nhà mình có món salad thác sơn mấy cái núi. Đếm cho các bạn nha. 1, 2, 3, 4. Cái núi nhỏ nhỏ như này là một cái núi nha. 5, 6, một cái núi giữa, 7 cái núi. Trong dĩa salad này thì có đu đủ, củ dền tím và hành tây, cũng như là rắc ở lên trên là hạt điều nha các bạn. Món thứ hai đó là món canh rong biển. Thì cái phần đu đủ sau khi mà mình bào á, thì mình còn phần ruột giữa đu đủ thì mình sẽ cắt hạt lựu ra. Củ dền cũng vậy, mình cắt hạt lựu ra để mình nấu cái nước nước dùng cho cái món súp cho nó ngọt. Rồi sau đó thì mình cho tí muối hầm, rong biển vào và cơm gạo lứt nấu với các loại đậu. Cách nấu thì mình có chia sẻ trong những video trước rồi, cho nên là các bạn có thể xem lại chi tiết về cái hướng dẫn nấu ha. Gạo lứt và các loại đậu mình đều ngâm qua đêm hết để cho nó giải phóng cái chất bảo vệ hạt chống mối mọt ra bên ngoài. Rồi sáng mai thì mình mới bắt đầu vo sạch sẽ rồi mình bắt lên ha. Và mình món cơm gạo lứt này mình cũng có thể ăn kèm với một món kho. Cái này là món xương non, mình kho cùng với nấm mèo, nấm đông cô băm nhuyễn và sả tươi hết các bạn. Mình có thể ăn để thay đổi cái khẩu vị hoặc là ăn cơm này với lại muối mè, tùy theo sự lựa chọn của gia đình mình nha. Ngoài ra thì hôm nay nhà mình có một món sữa, hôm nay thì mình sẽ phối hợp giữa hạnh nhân và đậu phộng ha, sữa hạnh nhân và đậu phộng. Như vậy là trong một cái bữa ăn như thế này mình sẽ có đầy đủ nhiều màu sắc ha, xanh đỏ tím vàng, đầy đủ nhiều màu sắc, trắng nữa, có đầy đủ chất xơ, chất đạm, khoáng. Còn không gian trong gia đình thì cũng luôn luôn dễ thương như vậy. Kia đang có chỗ phun phun lên đó là máy xông tinh dầu. Nhà mình sáng nay đang xông tinh dầu cam của một vị khách quý đã mang đến ngôi nhà Lai Hà. Mình đang mến chúc các bạn có thể thành công trong những bữa ăn thực dưỡng cho gia đình nha. Bây giờ thì mình em xin chào và hẹn gặp lại. Mình chúc cho các bạn có được thật nhiều bình an, hạnh phúc và yên vui nha. Bye bye.